thủy chất là gì? Bác Sơn Thủy, tác phẩm kinh điển phong thủy chủ trương tầm long nhận khí, nhận khí nếm nước. Nước màu xanh biếc, vị ngọt, mùi thơm, chủ thượng quý. Nước màu trắng, vị nước thanh, khí ấm, chủ trương quý. Màu nước nhạt, vị cay, khí nóng, chủ hạ quý. Nếu nước đắng, chua chát, nếu lên men thì không cần nói đến. Về mặt thủy chất, phương pháp đơn giản dễ dàng là bằng cách quan sát, nếm nước khi phán đoán, cần nắm được thủy phải trong suốt, Vô sắc, không thối, không có vị lạ, vị có thể ngọt. Có điều kiện nên làm thí nghiệm sinh hóa, kiểm tra độ mềm cứng của nước, hàm lượng chất khoáng, hàm lượng vi khuẩn. Ở các vùng khác nhau thì trong nước có các nguyên tố vi lượng và chất hóa học khác nhau. Có nguồn nước có thể gây bệnh, có nguồn nước lại có thể chữa bệnh. Các nhà phong thủy cho rằng các địa chất thiết phải có nước, địa lý chi đạo, chỉ sơn thủy mà thôi, hữu sơn vô thủy chớ tìm huyệt. Sách thủy địa thiên cho rằng, thủy là bản nguyên của vạn vật là tổ tông của chúng sinh đẹp xấu hung các đều do thủy tạo ra